Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Điện tử Thái Thắng. Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để đo chiều rộng của một con sông, chiều cao của tòa nhà hay khoảng cách giữa các cột điện chưa nhỉ? Rất đơn giản, hãy dùng ống nhòm đo khoảng cách. Và hôm nay Điện tử Thái Thắng giới thiệu cho các bạn một ống nhòm đo khoảng cách chính hãng Alpha. Giúp bạn có thể đo được khoảng cách trong tầm gần 700m mà giá thì lại siêu rẻ. Alpha là dòng thay thế cái dòng bút neo fake 10x25 mà một số cái shop khác đang nói là cái dòng bút neo chính hãng. Đó là một điều hoàn toàn sai. Đây chúng ta có thể nhìn thấy những cái ứng dụng của ống nhòm đo khoảng cách Alpha. Bạn có thể chơi golf, đo vận tốc. Đây là con ngựa, đua ngựa này. Săn bắn hoặc là cho hàng hải qua độ cao của tất cả các tòa nhà hoặc là đo cho dành cho điện lực, đo các cột điện. Đặc biệt những anh em nào chơi súng có thể mua về để đi săn. Khi mình biết được khoảng cách rồi thì rất là dễ dàng bắn. Dễ bắn hơn rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mở hộp cho các bạn. Có một chiếc ống nhòm đựng trong cái bao da khá là chắc chắn. Ống nhòm thương hiệu Alpha, một viên pin. Pin này là pin CR2. Wow, có cả một chiếc móc có la bàn ở trên đó. Một khăn lau kính. Và một cuốn hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Nhìn tổng thể thì chiếc ống nhòm Alpha này được có cái vỏ bọc bằng cao su giúp cho bạn rất là dễ cầm nắm. Độ phóng đại của ống nhòm là 6 lần chứ không phải là 10 lần như cái ống nhòm bút neo 10x25 fake. Thường thì những cái độ phóng đại của cái ống nhòm đo khoảng cách thì chỉ từ khoảng 3 đến 7 lần. Nếu các bạn nhìn thấy cái độ phóng đại 10 lần, có nghĩa là cái sản phẩm đó là fake. Còn nếu như các bạn muốn xem các dòng đo khoảng cách của bút neo chính hãng thì mình có thể giới thiệu cho các bạn. Đây là một số dòng bút neo chính hãng. Các bạn có thể nhìn thấy nó khác hoàn toàn so với cái dòng, nếu là dòng fake 10x25 kia. Đây là sản phẩm chuyên dùng cho chơi golf Pro X2. Những sản phẩm này thì mình đã review ở trong cái kênh của mình. Các bạn có thể tìm lại các video đấy để xem lại. Rất nhiều sản phẩm bút neo. Cái hãng bút neo này là cái hãng nổi tiếng ở trên thế giới. Và bên Điện tử Thái Thắng là cái đơn vị độc quyền phân phối các sản phẩm của bút neo chính hãng. Trở lại với ống nhòm Alpha thì cái ống kính của nó là 25mm. Đây là cái ống kính của nó. Và bên dưới này là cái nơi để phát cái laser. Khi cái laser này gặp cái vật cản thì sẽ dội lại và sẽ tính được cái khoảng cách của chúng ta. Ở trên này thì có một cái lúm để lấy nét. Khi bạn nhìn vào cái một vật ở đó, bạn xoay cái lúm này để lấy nét. Thường thì nó đã lấy nét tự động khá là nét rồi, nên là các bạn chỉ cần lấy nét một chút là được.
Và đây là các núm điều chỉnh điều khiển của cái ống nhòm. Đây bạn có thể thấy đây là núm bật tắt. Và cái núm này cũng là để đo khoảng cách luôn. Khi nhấn vào một lần thì sẽ đo luôn khoảng cách. Còn cái nút mode này thì sẽ dùng để, thứ nhất là có chức năng là nếu mà bạn nhấn một lần thì nó sẽ chuyển chế độ. Ví dụ như là từ chế độ đo khoảng cách sang chế độ đo tốc độ, hoặc là đo sương mù, hoặc là đo cờ. Hoặc là nếu như các bạn nhấn lâu, nhấn giữ thì nó sẽ chuyển chế độ đo từ mét sang giây, hoặc là từ mét trên giây sang km trên giờ. Độ sai số của ống nhòm đo khoảng cách này khá là nhỏ, chỉ khoảng 1 mét đối với những cái khoảng cách xa. Các bạn có nhìn thấy, nhìn mình đang đo cái khoảng cách. Đây là khoảng cách 25 mét, 22 mét. Thì nhìn qua cái máy ảnh này nó sẽ khá là khó. Mình vừa cầm cái ống nhòm vừa phải điều chỉnh khá là khó. Đây vừa mình chuyển cái mét sang giác, bạn nhấn nút giữ nút mode là sẽ chuyển qua. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái chế độ ngắm cờ. Khi các bạn ngắm vào cột gôn, đi nhấn đánh gôn thì các bạn có thể dùng cái chế độ này. Tuy nhiên thì nó sẽ không thể bằng những cái dòng chuyên nghiệp của Bushnell, chuyên nghiệp để chơi gôn được. Nó chỉ gọi là tạm tạm thôi. Còn đây là cái chế độ đo fog, tức là cái sương mù. Sương mù, đấy. Còn bây giờ mình sẽ chuyển qua cái đo tốc độ. Đo tốc độ thì có thể đo bằng mét trên giây hoặc là km trên giờ. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái tốc độ của nó là 33,8 km trên giờ. Đó, cái ông tốc độ của cái xe ô tô. Với giá bán chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng, các bạn có thể sở hữu một cho mình một chiếc ống nhòm đa năng đo khoảng cách này, đo tốc độ, hay là dùng như một cái ống nhòm bình thường. Và ngay lúc này đây, nếu các bạn muốn sở hữu chiếc ống nhòm Alpha này thì hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi theo hai số hotline đang hiển thị trên màn hình. Theo hai số hotline 0974444097 và 0912245244. Chúng tôi sẽ tư vấn tận tình, và nếu các bạn đặt hàng thì chúng tôi có thể gửi về đến tận nhà, thanh toán trực tiếp tại nhà cho các bạn. Và các bạn cũng có thể lên các trang web của bên mình, có trang điện tử thắng.com, ống nhòm.net hay là bushnell.vn để xem được nhiều các loại ống ngắm, ống nhòm đo khoảng cách khác nhau. Chúng tôi bán rất nhiều các sản phẩm ống nhòm, ống ngắm từ bình dân đến cao cấp cho các bạn lựa chọn. Buổi mở hộp ống nhòm đo khoảng cách Alpha 6x25 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ nhấn thích và theo dõi kênh điện tử Thái Thắng để ủng hộ cho chúng tôi tiếp tục ra các video clip về các ống nhòm, ống ngắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi buổi mở hộp của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.